À, nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa cùng toàn thể đại chúng hôm nay là ngày năm tây tháng 2 năm 2022 nghìn à, nói theo cái dân gian ấy, thì gọi là ngày mùng năm tết <laughs> mùng năm tết tại vì à, người việt nam chúng ta ăn tết rất là dài ăn tết cả đôi mươi ngày và thậm chí ăn tết cả ba tháng mùa xuân gọi là tháng giêng là tháng ăn chơi tháng hai trồng đậu tháng ba trồng cài gì đó vậy nha chúng ta ăn tết rất là dài tết nhàn nhàn rỗi thảnh thơi cái vậy thôi chứ thật chất thì càng ngày tôi thấy nó càng rút ngắn lại rồi bây giờ là coi như nghe là mùng năm là thứ bảy rồi thì ngày mai chủ nhật rồi mùng 7 tất cả đều phải đi làm Coi chứ rút, rút ngắn lại rồi à, tại vì à, có nhiều vị quên rằng cái tết ngày xưa nghĩ tới cả nửa tháng học sinh nghỉ cả tháng ngày nay thì cả tuần thì so lại nó nhiều là nó nhiều so với các nước phương tây thôi chứ còn tại việt nam thì nó cũng chưa phải là nhiều lắm đâu nhưng mà nhiều nhiều lại so với giai đoạn hiện nay cái thời tiết thì các chị thấy ngày hai ngày qua nó ấm nó ấm rất là ấm thở thiền làm rất là thoải mái đùng một cái ngày nay nửa đêm nó xuống rất là lạnh nhưng hiện bây giờ đó là hiện bây giờ là đúng là không độ của việt nam và tối nay nó xuống lại âm độ việt nam cho nên đó là nơi trú sức của tôi thôi nha nơi địa phương của tôi đó chứ còn địa phương ở hilton hilton tách sạch giờ phút này là âm hai độ việt nam và trong hilton là nóng đó mà coi như là âm hai độ việt nam còn ở Chicago ví dụ chẳng hạn Chicago gọi là Illinois đó thì các quân đã biết là giờ này là coi như là âm 14 độ Việt Nam ở New Mexico thì giờ này âm 11 độ Việt Nam Cái quân đệ thấy rằng năm nay là khí hậu gọi là thất thường à, và tôi cũng xin nói rằng là thành ra con người cũng thất thường khí hậu thất thường thì con người cũng thất thường bởi vì chúng ta đang học tới cái cái địa tạng cái phẩm 11 này chúng ta tìm hiểu những cái lý rất là sâu sắc lý rất là sâu sắc Nếu chúng ta chịu học, chịu lắng nghe, nếu các vị mà không không học, không lắng nghe thì như tôi đã nói là sao tôi cũng đầu hàng. Coi như người ta chưa có cái nhân duyên vậy. Cái lý rất là sâu sắc. Là bởi vì à, cái kinh địa tạng là nói về cái tâm địa. Mà chúng ta học tới cái phẩm thứ 11 này á. Thì nói về cái vị một vị địa thần. Cái tâm địa là có một vị địa thần. Mà địa thần để phát nguyện phát nguyện để làm một vị hộ pháp tướng quân như tôi đã chia sẻ cho đại chúng kỳ vừa qua đó chứ thần người đời họ gọi là sanh vi tướng tử vi thần cái người nào sanh là tướng á còn hiện thời đó còn có da có thịt có xương còn còn là một con người người đó coi như là là, là hùng dũng hiên ngang gọi là sanh di tướng mà dám hy sinh vì cái 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 lẽ phải hy sinh vì cho số đông nhất là dám xông pha trận mạc để đọt cờ chém tướng vân vân cái vị đó có công với quốc gia, có công với dân tộc, có công với đồng bào, có công với cái số đông như vậy thì được một vị đại diện quốc gia đó như hồi xưa gọi là vua, không quyền là tướng, là thần. Thì vậy mà cái bản chất của vị thần này thì thường có tính tình rất nóng nảy, tính tình rất thẳng thắn bộc trực. Nói mà nói chữ thần thôi thì các vị đều biết là hãy đó thần là cái người này rất là thẳng thắn nóng nảy rất bộc trực <laughs> ví dụ như ai cũng biết nhân gian việt nam ta tương truyền rằng là cái vị thần như thần hưng đạo trần hưng đạo đức thánh trần hưng đạo là phong thần đó bởi vì cái vị thần này rất thẳng thắn không có à, khuất phục bởi những cái chuyện mà 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 sai trái của trần tình thế gian thế thì cái vị thần này thưa quý vị là nếu không tu á nếu chưa tu á thì vị thần này rất ư là bản ngã mà trong kinh đa hàm đó thì cũng nói rất nhiều cái bài thuyết pháp của đức phật về các vị thần trong đó có nói về ông thần kiên lao ông thần địa thần này như vậy thì không phải riêng kinh tạng đại thừa phát triển mới nói về vị thần này mà ngay cả kinh đa hàm thì khi đức phật thuyết pháp á trong cái đa hà của nói rằng có một vị thần tên là kiên lao hiện thân đến nghe pháp nhưng mà vị thần này rất là kiêu căng rất là ngạo mạn kiêu căng ngạo mạn là cái gì chúng ta thường nghe nói là thường thường nói cái thằng nó nó kiêu căng nó ngạo mạn cái người mà kiêu căng ngạo mạng là người đã coi trời bằng vung, thậm chí ta tưởng đâu ta là cái lỗ rốn của vũ trụ, thì đó là dùng cho những cái 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 con người gọi là con người kiêu căng ngạo mạn, nghĩ mình là phải có mình, thế gian này phải có mình và ngoài mình ra thì coi như là là sắp bé hết đó là những người gọi là kiêu căng ngạo mạn xem thường luật pháp xem thường lẽ phải xem thường người can gián khuyên lên nó thằng nó ngạo mạn lắm nói nó không nghe mà nó còn bính ngược lại nhất là xã hội ngày nay nhiều 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 thằng kiêu căng nhiều con kiêu căng ngạo mạn nó nghĩ nó là thằng nhưng mà thật chất ra khi mà nó tới nó vô nhà đá rồi cái tình nó nó tự nhiên nó mất phép mất phù hết trơn à khi mà có lệnh bắt tạm giam cái là coi như là thần thần rụng phép hết nhất là ở việt nam mà thần nào xưng hô dỗ ngực rồi ngon lành nhưng mà khi có cái lệnh kêu bằng bắt tạm giam cái là tự nhiên mồ hôi rất lập đọp lập đọp lập đọp lập đọp hết trơn là coi như mấy ông thần đó hết phép hết phép thì ông thần kiên lao này ông kêu căng ngạo mạn lắm ông nghĩ rằng là ông thế gian này thì cái 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 quả địa cầu này chỉ có ông thần mặt đất này ông thần đất này là là số một mà thôi còn không ngoài ra mấy ông thần khác đều là không có hoặc là có chắc nữa cũng là nhỏ bé là thấp thỏm Thế thì ông tới thì Đức Thích Ca ông Đi Phật mới bảo rằng là chẳng phải có một mình ông thần đất đâu. Mà ngoài ra còn thần nước, là thần lửa, là thần gió nữa. Thế thì ông thần đất này ông nghe vậy ông liền sanh cái lòng đại ngã mạng. Để vô cùng kiêu ngạo nói rằng là làm sao ngoài ta có, có thần nào nữa. Ngoài đất này có thần nào nữa. Bởi vì tất cả mọi sự trong thế gian này chỉ có đất tôi là gánh giác tất cả. Cho nên bọn họ không phải là thần linh. Chỉ có thần đất tôi mới là thần linh. Vì đất tôi gánh giác hết tất cả. Thì Đức Thích Ca Bồ Ni Phật mới giảng tường tận cặn kẻ. Như thần nước thì sao? À, ví dụ như thần nước thì, thì, thì thì gặp đất cây đất nó quả hồn rã <laughs> vậy thì thì ông có phải là thần cứng rắn chưa thí dụ vậy thần lửa sao lửa đốt rồi đất cái thành bụi thành vi trần như vậy thì, thì 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 thần kia có mạnh không dầu rằng à, thần, thần 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 lửa thần đất không ai đốt được nhưng mà tuy đốt cũng vẫn được đốt có thành gạch mê thành gạch nếu mà đất mà có cùng với nước mà đúng cái nhiệt độ đó thì nó thành gạch không thì nó đất đốt rồi nó cũng thành tro bụi rồi đụng với nước nó mới thành đất trở lại như vậy thì ba ông thần kia thần giờ thần gió thần lửa thần nước có xứng đáng là thần không mà sao ông khinh bỉ như vậy ông thần đất à thấy chưa các vị thấy chưa thấy như đạo Phật đéo lấy đạo Phật hay chưa Ta đừng nghĩ ta lập hận nghe. Vỗ quýt dày thì có móng tay nhọn nghe. Dầu răng, đất. Coi như là bao gồm hết tất cả. Dưới có đất, trên có hư không. định rằng nó như vậy. nhưng mà nếu thiếu thần nước và thần lửa thần gió thì thần đất thì nó cũng tiêu tán mà thôi à vậy con người thì do tứ đại hợp thành nè đất nước gió lửa và thành nè đã tức là tuy nãy tứ đại phù trì thường tương quy bối vô thường lão bệnh bất giữ dân kỳ triêu tồn tịch rong sát na dị thế những ai mà cạo đầu mặc áo như tôi về là bắt buộc phải thuộc á không thuộc cái đoạn đó là đánh đòn đó vô là phải lào lào cho tới khi cạo tóc họ sẽ di là phải thuộc lào lào phù nghiệp hệ thụ thân vì miễn hình lụy bóng phù mẫu trí thể giả chúng duyên nhi cộng thành tuy nã tứ đại phù trì thường tương quy vội vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ triêu tồn tịch trong sắc na chỉ thấy thế như xương xương hiểu lộ thức hút tu vô ngạn thọ tỉnh đằng khả năng trường cũ niệm tiệm tấn tốc trước sắc na gian chuyển tức tức thị ra sanh hà nãy nhiên không quá mình quan cứ đọc là là, là 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 cho tới cái bài minh cho tới cuối cùng vậy đó mà nếu người xuất gia mà không thuộc bài đó đó là đang đánh đòn đó là không xứng đáng là mặc áo của nhà chùa đấy tôi nhắc nhở như vậy để cho mấy thầy sau này đừng có cái lấy bằng chùi đất mà đi lè thiên hạ mà trước mắt phải là am tường những cái lời của 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 tổ đó cái bằng mà đại học kinh tế và đặng đại học văn pha cái bằng mà 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 thạc sĩ và cử nhân cao đẳng gì đó nó không nhầm nhòi gì hết trơn mà trước mắt là phải vô chùa là phải thuộc hai sự công phu bốn cung lực ừ, cái đó đi cho lào lào vậy đi thì bây giờ nói cái thần này nè thần đất này nè là cái ti nãy tứ đại phù trì tuy rằng bốn thứ tứ đại là đất nước gió lửa nó phò trì chứ phù là phò nhưng mà thường tương quý bối, cái là nó thường chống trái lẫn nhau nó ở chung một cái khung gian như thế này ở chung một cái lòng như thế này nhưng mà nó thường chống trái lẫn nhau cho nên nó vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ mới tiêu tồn tịch rong sát na gì thế bởi vậy mới mới có cái chuyện vô thường già bệnh không hẹn cùng người sớm còn tối mất tắt hơi qua đời khác là lý đương nhiên lý thường nhất lý thường tại à vậy đó nó mới gọi là cái ngã rồi bây giờ đó, bây giờ học nè đất nó bao hò bao hàm hai ý nghĩa ý nghĩa thứ nhất của chữ đất á, về mặt sự đó thì đất trưởng dưỡng vạn vật và muôn loài đều nương nhờ đất mà sinh tồn. Còn về xét về mặt lý đó thì đất nó có bốn cái đức tính gọi là thường lạc ngã tịnh. nói về mặt sự địa vị chế độ di môn địa năng phụ hà vạn vật địa năng sinh trưởng vạn vật địa nghĩa phi thường tự tại xử lý Tuy nói sự tôi lấy để phân chia ra như vậy nhưng mà nó viên dung với nhau cái chỗ này nó xử lý viên dung nè. Đất có thể trưởng dưỡng vạn vật. Đất có thể làm cho muôn loài vạn vật được sinh tồn. Bởi vì đất gọi là thường. Bởi vì đất vĩnh viễn chẳng biến thiên gọi là địa vị chế độ vi mô địa vị chế độ vi mô có nghĩa là mãi mãi không dời đổi cho nên gọi là thường cho nên ông thần đất đó, có cái đức gọi là thường đất có thể gánh vác hết vạn vật gọi là địa năng phụ hà vạn vật muôn loài đều nhờ vào sức mạnh của đất mà được tồn tại cho nên ở đây Đất cũng có gọi là có một cái đất tên là lạc. Đất vô cùng sung sướng. Đất sanh trưởng vạn vật, và địa năng sanh trưởng vạn vật, muôn vật đều do đất sanh ra. Và lúc sanh ra thì tất cả đều thanh tịnh không nhiễm ô. Đây gọi là đức tịnh của đất. cái nghĩa của đất thì vô cùng tự tại cho nên địa nghĩa phi thường tự tại sự tự tại này thuộc về đức ngã của đất cho nên là ngã như vậy là thường lạc ngã tính là bốn bốn đức tánh của đất và các vị xưa nay thường nghe bốn chữ này sao nó đâu có dính gì vô đất mà bữa nay ông thầy tạo ông ông giải thích là đất bốn chữ này gọi là tứ đức niết bàn thì đổi lại niết bàn không tâm là gì <laughs> không tâm thì làm gì có niết bàn vậy thì tứ đức niết bàn là thường lạc ngã tịnh nó cũng ví cho đất đấy là cõi tâm đấy cái tâm hồn nào mà, mà quán chiếu mà sôi rọi mà thấy rõ được vô thường vô ngã của vạn pháp thì người đó cái tâm của nó anh an lành gọi là tâm địa mà tâm địa khai thời quá lãng mạn chư thiên vũ sư nhượng phân phương chi chi đó đó hiến phật tiền ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc trời ơi cái bài này tôi nhắc đi nhắc lại hoài đó hay chưa học nhiêu nó đủ tiền chưa <laughs> đủ đó mà phí bữa nay chưa 20 phút 20 phút tôi nhắc cho đại chúng thấy về ông thần đất về đất về kiên lao địa thần cho nên vậy thì thường lạc ngã tịnh là bốn bốn đức tánh của thần đất ý nghĩa thứ hai của chữ đất Đó đứng về phương diện pháp pháp lúc lúc, lúc đức phật thuyết kinh địa tạng phẩm thứ 11 này thì thần đất phát nguyện sẽ ủng hộ tất cả những người trì niệm danh hiệu của địa tạng bồ tát cũng như những người trì tụng kinh địa tạng và hết thể chúng sanh có thiện căn do đây gọi phẩm địa thần hộ pháp thứ 11 đi là nó có cái tựa thôi mà tôi giả hợp đây là ba kỳ phải không ba kỳ có cái tựa là địa thần hộ pháp địa thần kiên Lao hộ pháp tôi mong rằng đại chúng cố gắng ai ghi chép lại được thì nên ghi chép nó sâu sắc lắm quý vị ơi mà nếu không hiểu không nhớ không tường mấy cái điều này là toàn là nó bậy hết nó bậy để kiếm ăn nó bậy để kiếm tiền xây tháp nó bậy để kiếm tiền xây nhà cốt xây chỗ nhà linh nó bậy hay là có nghĩa là nó bậy để ăn tỷ ăn máu thúi ăn thịt sinh ăn xương dồi ăn mồ hôi nước mắt của ba tấn của chúng sanh tôi chửi dây đó mà nó còn không 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 bớt được cái chứ được nó biểu tôi hiền nó buông thần bán thánh mượn địa tạng ra làm đủ trò kiếm ăn ăn mà ăn dơ ăn bẩn hơn ăn ăn phân ăn cất ăn mạng phân ăn cất vậy mà nó không dơ bằng ăn mà buôn thần bán thánh thà chuột chuông đầu nó hầm cầu mà hút hút phân ăn Hút nước ở hầm cầu uống nhưng mà nó không bẩn bằng cái buôn thần bán thánh tôi chửi mạnh vậy đó chấp nhận tội tôi chửi giờ tôi biết tôi bị khẩu nghiệp chứ biết tội chứ nhưng mà tại sao dạy quá vậy tôi chửi về tôi mất tín đồ chứ tại sao tôi không ngu mà tôi nói ngọt ngào cho có tín đồ dầu tao nó dễ rách cũng đỡ nóng tay thì mình ngon mình ngọt thì cũng thêm vài tín đồ đó cũng cuốn cho năm ba chục đồng năm ba chục cục kẹo ăn chứ ngu gì mà đi nói thẳng về người ta nghe người ta ghét trời mấy mà cái tín đồ mà nó mê mụ nó ghét lắm Tính đồ mà nó si mê nó ghét nó nghe tôi nói là nó ghét ghê lắm nó ghét cay ghét đắng mẹ thầy chùa thì phải ăn nói lỗ mã <laughs> nếu mà các kỳ không nghe thôi chứ thì nghe nó chửi tôi sau lưng nhiều lắm thầy chùa vậy ăn nói lỗ mã đó là thiệt đó quý vị ơi chứ tôi không có nói tôi không có nói dối quý vị đâu tôi không có nói dối quý vị đâu Tính đồ gì bạn nói là lỗ mạng vì ai mà nói là lỗ mạng vì ai mà tức tối phải nói nặng nề như vậy nói để cho người ta xả xả cái ngu cho, cho tẩy trừ cái ngu nhưng mà đâu có chịu nó hết ngu mình nó nghĩ nó là thần đất, <laughs> thần đất là cái lỗ đích của ồ, lỗ rốn của vũ trụ như nãy tôi nói, nó có chịu hết ngủ Các vị nghĩ đó tôi nói như vậy các vị tưởng tôi tôi vui lắm hả? Các vị thấy nước mắt tôi nó khi mà tôi nói vậy các vị thấy nước mắt tôi nó 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 nghẹn ngào không? chứ tôi nói vậy là tôi vui lắm hả? chỉ có những kẻ mà vô tâm thiếu hậu vận về sao mới không thấy được cái sự đau lòng của tôi khi mà tôi thốt ra những lời nói nặng nề cay đắng như thế này chứ đâu phải tự nhiên mà tôi chửi như vậy là tôi vui hả quý vị tôi nghĩ tới cái tiền đồ cái nền chánh giáo của chư lai và bây giờ tôi không không dám nói nữa thì không ai đủ can đảm khả năng sau này dám nói nữa đâu vì ai cũng cũng sợ sợ mất sợ mất tín đồ sợ mất tình nghĩa sợ mất bạn bè chỉ có tôi là người khùng người điên không biết sợ mất là gì thôi thì kệ đi cứ vậy đi tới đi tới luôn đi bác tài ai hiểu cái tấm lòng mình mình cảm ơn không hiểu cứ việc chửi đi rồi gặp nhau em ơi em ơi chiều nay một trăm phần trăm rồi cũng gặp nhau bây giờ bữa nay chính thức vô đoạn kinh chơi nghe đoạn thôi à giảng cho chơi chơi vậy đó. Bạch đức thế tôn con xem xét chúng sanh đời hiện tại và vị lai nơi chỗ sạch sẽ ở phương nam trong cục đất mình trú ngụ, mà dùng đất đá tre gỗ dựng cái khám hoặc cái thất ở trong đó có thể tô vẽ cho đến dùng vàng bạc đồng sắt làm hình tượng địa tạng bồ tát. Đốc hương cúng dường chiếm lễ ngợi khen thì ngay chỗ những người đó ở sẽ được mười điều lợi ích những gì là mười một là đất đai màu mỡ hai là nhà cửa yên ổn mãi mãi ba là người đã mất được sanh thiên bốn là người hiện còn được tăng tuổi thọ năm là mọi môn cầu đều được tội ý sáu là không có tai họa về nước và lửa bảy là trừ sạch việc hư hao tám là dứt hẳn ác mộng chín là ra vào đều có thần theo hộ vệ mười là thường gặp thánh nhân sáng đây là tôi nói thật các huynh đệ quan hệ cho tôi nghe sở dĩ tôi 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 đây là tôi nói thành thật cái tôi cũng nói nói làm bộ nghe nhờ những ngày cuối năm tôi chịu khương chịu khó tôi ngồi tôi nắng tôi nót từng miếng ăn tôi gửi biếu cho các một phật hư phật, phật tử đồng bào đồng hương thương mà gửi về cho mấy trăm đồng bạc á tôi cắt cái thắt của cái khám cái 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 nhà mát đó tôi kỷ niệm chơi cái một cái địa tạng này tôi giảng đó thứ nhất thứ hai nữa là tôi hơi duy tâm là coi như tháng giêng là tháng dần và năm dần là tuổi tôi cũng gần gần như dần <laughs> vậy mà tôi mới coi như để, để phá cái 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 xấu ác cho nên cắt cái đó để mà gọi là trấn ngự sự thật là bữa nay là rồi là trong ba ngày còn nói về cái hồ báo nguyệt này kia nói chơi thôi chứ chưa có làm chứ có làm rồi tết thì phật tử cho tựa tử xa chứ còn ở gần thì người ta cúng trăm mấy à tại tôi đâu có tính đồ giờ phật tử ở xa tao thương người ta gửi về cho được tám trăm mấy đi chợ mua đó bây giờ coi như làm xong cái này trên dưới hai ngàn đô qua tính kỹ rồi còn mua một số nhân dân nữa là bữa nay là xong rồi đó là tôi có được cái đài cái đài chơi vậy ra đó dân dân cái giọng dòm để coi nhiều khi mình ngồi mình dòm lên mình há họng về có con chim não bay rớt nếu nó có rớt vô thì đi mua cái số gọi là còi ở biển trai nơi nó chứ không có lọp cắt rồi á, lấy cái cây đóng song 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 rồi để cho chuẩn bị tới cái dây leo à, cuối tháng này là tôi bắt đầu gieo giống rồi sư quý vị năm nay là ráng gieo giống trồng trọt cho nó nhiều để nó bù lại cái chuyện mình xây dựng một phần nhưng mà nói đây chứ nói nói thật sự chứ không biết là có làm nổi hết miếng đất bên đây không bây giờ tôi thấy có khi đi nó khập khễnh nhưng mà tôi phải ráng phải ráng cho tới lúc nào mà không còn làm nổi nữa thì thôi tôi nói còn làm nổi là tôi còn tạo được ra đồng tiền tạo được ra manh quần bát gạo tôi các vị đừng nói là thầy sao thầy cắt hoài không phải tôi cắt có ý của tôi có dụng ý của tôi địa thần kiên la bạch đức đức phật rằng bạch, bạch Thái thế tôn là con xem xét chúng sanh ở đời hiện tại cũng như đời vị lai á nơi cái chỗ sạch sẽ ở phương nam trong cục đất mình trú ngụ rồi mình ở đây là ở phương nam mà dùng đất dùng đá dùng te dùng gỗ dựng cái khám hoặc cái thất để thờ người địa tạng ở trong đó có thể tô vẽ cho đến vô dùng vàng bạc đồng sắt làm hình tượng của địa tạng bồ tát vân vân thì đời này đời sau cũng có những chúng sanh họ nghe bác trước họ làm như vậy đó họ cũng lấy bằng đất bằng đá bằng gỗ bằng tre vân họ dựng để họ 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 cúng dường họ tô vẽ hình tượng bồ tát địa tạng bất cứ là một nguyên liệu gì thọ tiết thành đốt hương đảnh lễ ngắm nhìn ngợi khen lý mộ thì ngay chỗ người đã ở sẽ được mười điều lợi ích mười điều lợi ích bởi vì cái nguyện lực của địa tạng quân bồ tát vô cùng to lớn nên được mười điều lệch một là đất đai màu mỡ là đất cát nơi người ấy sinh sống đều rất tốt rất phì nhiêu trồng bất cứ loại cây gì cũng đều tươi tốt lớn mạnh Như tôi thấy các huynh đệ đây là bằng chứng mấy năm qua đó mấy năm qua nơi tôi ở các vị thấy rõ có có rõ ràng không có nói mà không thấy nha nếu quý vị nào theo tôi từ tới giờ mấy năm qua các vị thấy tôi trồng cây nó lên bát ngàn không hay là đất đai màu mỡ không hay là nhà cửa yên ổn mãi mãi ngoài việc đất đai trù phú ra đó nơi cư ngụ á còn phải được yên vui bởi nơi ăn chúng ở mà không được vui vẻ thì đất đai có màu mỡ cũng chẳng trồng trọt gì cho nên nhà cửa được xây ra đất những sợi đất tốt là thứ nhất là không lo nạn động đất thứ hai là nhà cửa luôn yên ổn tức là nơi ăn chúng ở mãi mãi được bình yên có nhiều người có cái nhà lên rồi vợ chồng ly tán con cái ly tán hết trơn à mà tại vì người ta gọi là không có đắc địa cái vùng đất đó có nhiều người ta có cái phước báo đắc địa vùng đất đó ta tới vùng đất đó tự động vùng đất đó trở thành trù phú chẳng hạn như bên đây ai cũng biết là có sư ông tiên hóa hồi xưa từ trung hoa sơn qua bên đây tới cái vùng đất chỗ bây giờ gọi là vạn phật thánh thành ai đi tới đó cũng đều biết cái cái căn nguyên hết không ai tới nỗi mà mà các bác sĩ giỏi của Mỹ họ là lấy đó họ là làm cái bệnh viện mà cũng không được biết bao nhiêu công trình biết bao nhiêu người tới đó để khám địa nguyệt để làm dựng mà không được mà tới sông tiên hóa cái viên mảnh đất đó là phải làm chùa tới sông tiên hóa là cái người đại diện cho ba ngôi Tam bảo làm nên một cái công trình vĩ đại mà bây giờ thì dường như nước mỹ này thì đệ tử sông tiên hóa cũng cũng khắp nơi để hoàn pháp tuy nhiên thì có cái đau buồn đó là cũng mạnh nào lấy sống mạnh anh hằng nào đánh hằng lấy sống anh hàng nào cũng muốn mình là lỗ đích của vũ trụ ở lỗ rốt của vũ trụ hết trơn hằng đạt hằng trường hằng 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 mộng hằng mơ hằng minh hằng mão gì đó đủ hằng hết trơn anh nào cũng nói là đệ tử của Hoài thượng tiên hóa đệ tử của bậc thượng nhân hết nhưng mà thật chắc thì anh nào anh ấy cũng cũng có cái lý riêng cũng muốn mình làm giáo chủ riêng hết bởi vì còn ý riêng cho nên như vậy mà cái 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 tông môn của sư ông tiêu quá nó cũng tanh bành qua khối là qua khối lửa hết rồi. Ở đây là cái cái tông môn của làng mai làng mối rồi mốt cái tông môn của thiền làng là, là làng trúc làng tre rồi cái rồi, rồi cái tôn môn của làng này làng nọ từ, từ 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 cứ muốn làm riêng riêng muốn làm mình làm bá chủ thì coi như cái đời sau nó phá hết rồi tôi cũng vậy rồi tại vì tôi nhỏ nhen cho nên tôi ý tôi mượn cái chuyện nhỏ nhen. tôi nói xưa tôi cũng muốn là tôi là số một của trần đời mình uh, uh, gọi là 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 uh, uh, non mà muốn làm núi đồi ca đồi non mà muốn hiên ngang cùng vũ trụ nhớ cái tù cái lương mà mộng bá dương cái gì mà đồi xâm thắm cái bà cây cầu đó thành được khá hay lắm đó nha để tôi nhớ là cái mộng bá dương đó nó thành được khá hay lắm à tôi cái gì mà mà hiên ngang cùng cùng vũ trụ đó các vị cho tôi chút xíu nha Tôi coi là cái tuần mộng bá dương cho quý vị nghe cái câu đó mà hồi đó tác giả ông ông đặt cái 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 đó hay lắm mà nghe. Một đồng dương mà mà mình mình là coi như là đòi, đòi, cao và muốn hiên ngang cùng vũ trụ đó. Vì cho tôi một 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 phút nha tôi cho các vị nghe cái câu mà mà mà, mà chú thành được rồi đó chú bác thành được mà hát cái mà đòi cao và dám hiên nghe cùng vũ trụ đó cho phải lấy cái điện thoại này r r rời ra mới được cái tôi gọi là mộng bá dương tôi phái cái chỗ này lắm tôi phái cái chỗ mà khi mà mà bác hàng tính lòng trơm á bác hàng tính lòng trơm đó Một, một ngọn đồi non mà dám soi dây cùng thái sơn ngạo nghễ ngắt lưng trời <laughs> à, lao thưa mà dám 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 hiên ngang cùng vũ trụ một ngọn đồi đồi non mà mà dám cùng thái sơn ngạo nghễ ngắt lưng trời ngắt lưng trời hồi đó tôi nghe mấy tụi cái lương của tôi thấm lắm Tại vì tôi là người miền miền Tây, người miền Nam rắc Nghe mấy cái đó thấm Mình nghe là mình nghe tác giả hồi xưa ta, ta soạn tụi ta viết kịch toàn cái đạo đức Cho nên á mình mà mình mình có cái có cái phước lành có cái, cái duyên ở cái cục đất đó đó thì cái cục đất đó nó trù phú quỷ thần người ta phải hộ vệ còn mình mà có cái nghiệp á là tới cục đất đó rồi đó thì cục đất đó chẳng những nó không có trù phú mà nó trở thành mờ ảo nó trở thành mờ mịt rồi quý gọi là uh, thần si một quý lộng các ngoài đời các vị nghe cái danh từ đó không thần si một quý lộng quý lộng thần thần si gì đó. nghĩa là cái người mà mà hết phước rồi đó cho nên các vị đừng có ham mà nhìn mà uh, mà mà thấy này thấy nọ thấy kia nghe nghĩa là kém phước đó. thường ta thường, nói cái người mà hết phước mới gặp ma cái nhà nào mà hết phước đó, mà nhà đó với con cái nó ngỗ nghịch nó vô nghì cái cục đất nào mà hết phước đó là quỷ si thần lọng và thần si quỷ lọng còn đức trọng thì quỷ thần kinh mình tu hành ngoài đời cũng như ở đạo mà mình có cái đạo đức mà đức mình lớn rồi quỷ thần nể nể nang họ phù hộ cho mình còn mà không là họ quỷ lọng nằm mà nghe tên mấy nhà làm rộp, rộp 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 là biết đó là mình gọi là quỷ lặng thần thần si đó những cái nó vậy là nó vừa thực tế đời và nó vừa nhắc nhở đạo vậy đó có người mua cái nhà rồi làm ăn nó phất lên nó phất phất ào ào có người mua cái nhà rồi tự nhiên nó lụng bại luôn ba là người đã mất được sanh thiên là điều lỡ thứ ba là cha mẹ qua đời hoặc là cha mẹ trong bảy đời của người ấy được sanh lên cõi trời là chính nhờ họ có tấm lòng chiêm ngưỡng địa tạng bồ tát đánh lễ địa tạng bồ tát tin tưởng địa tạng bồ tát bốn là người hiện còn tăng tuổi thọ sao mà tự nhiên cái người chết là sinh thiên người sống được tăng tuổi thọ đây là cái chuyện hoài nghi cho nên bây giờ phải trình bày ở kỳ sau đây là chuyện hoài nghi cho nên phải trình bày ở kỳ tiếp theo